Công an mời bà Phương Hằng tới làm việc liên quan tới vụ tố cáo chủ kênh YouTube Ma Sơ Vui Vẻ. Theo nguồn tin riêng của báo Tiền Phong, sáng ngày 19 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh sẽ mời làm việc đối với bà Nguyễn Phương Hằng, 1765A Đại Lô Bình Dương, khu 2, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam, trụ sở tại Bình Dương. Nội dung buổi làm việc này nhằm làm rõ về nội dung mà bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo bà Nguyễn Thị Thu Hương. Được biết, bà Nguyễn Thị Thu Hương, quê Nam Định, tạm trú quận 12, là chủ của kênh YouTube Ma Sơ Vui Vẻ. Theo thông tin ban đầu, trong các buổi livestream trên mạng xã hội YouTube, bà Nguyễn Thị Thu Hương có lời nói ủng hộ quan điểm của bà Nguyễn Phương Hằng. Nhưng về sau, bà Hương có những phát ngôn nặng nề đối với bà Hằng và một số người khác. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh mời bà Nguyễn Phương Hằng đến làm việc vào ngày 19 tháng 11 tới đây. Được biết, sau các buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng làm dậy sóng dư luận, nhiều cá nhân đã nộp đơn đến các cơ quan công an tại thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương để tố cáo bà Hằng về hành vi làm nhục, vu khống. Cụ thể, ca sĩ Nguyễn Thị Mỹ Oanh, Vy Oanh, sinh năm 1984, ngụ Q 12, thành phố Hồ Chí Minh, vào ngày 25 tháng 10, đã cùng luật sư đến làm việc tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh, PC01. Tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng, sinh năm 1971, ngụ quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, có hành vi làm nhục người khác, vu khống và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, đồng thời đề nghị C01 khởi tố vụ án để điều tra làm rõ. Nhà báo Hàn Ni ngày 10 tháng 9 có đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng. Đến ngày 15 tháng 10 vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã mời Hàn Ni làm việc về các nội dung liên quan đến đơn tố giác tội phạm. Tại buổi làm việc đó, Hàn Ni đã cung cấp lời khai kèm chứng cứ cho cơ quan điều tra theo biên bản giao nộp tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử. Nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi vu khống, làm nhục người khác, đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Công an tỉnh Bình Dương đang giải quyết. Nhà báo Đức Hiển gửi đơn tố giác bà Phương Hằng, đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Ở chiều ngược lại, bà Nguyễn Phương Hằng đã tố giác một số người có dấu hiệu chiếm dụng tiền từ thiện trái phép thông qua việc dùng tài khoản cá nhân của mình để nhận tiền từ các mạnh thường quân. Liên quan bà Hằng, mấy ngày gần đây, ngày 16 tháng 11, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương xác nhận đã nhận được văn bản của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc xử lý phát ngôn vi phạm trên mạng xã hội liên quan đến buổi giao lưu do bà Nguyễn Phương Hằng tổ chức. Theo đó, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã gửi công văn yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương nhanh chóng xác minh, xử lý phát ngôn vi phạm trên mạng tại buổi gặp gỡ và giao lưu với khán giả tại khu du lịch Đại Nam, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.